Dạ xin chào khán giả kênh Cương Dừa, đây quý ông bà cô chú mà coi cảnh này chắc chắn là mình sẽ không bao giờ nghĩ ở đây là ở quận 9 thành phố Hồ Chí Minh. Đó, nước ngập ở đầu bên kia là lộ. Dạ trong đây là bối cảnh quay. Đó. Một số diễn viên đang mắc kẹt ở ngoài. Dạ. Còn trong đây là anh em ekip. Giờ mọi người phải đi ra đi vô bằng cái đường này nè. Đó. Đi qua đây. Đi qua đây. Còn ai ngoài đi đó? Còn ai ngoài à? Còn nhiều mấy người ngoài đây. Sao không chịu vô? Phải cho ra là làm. Làm gì mà? Đây là nước khác, nước ngập quá. Vậy hả? Dạ. Em có ngập cũng đa chim nè. Đó, giờ. Dạ bây giờ người ta quay người ta đi vô chị á. Cứ chừng cẩn thận anh, được không? Nếu mà cứ thương mấy bạn quá. Các bạn này là làm tổ thiết kế à? Đó, đây là cái nhà nè, dạ, cái nhà nơi quay cảnh chính nè. Dạ. Bây giờ là 9:30 tối, quý bà cô chú vừa kết thúc livestream xong. Này, tối thui tối mò luôn. Máy không thấy đường, quay không thấy đường gì chứ? Hả? Đi ra đi. Anh đứng cái đó em đi đâu được. Nè thì mày bước qua đây nè, mày bước qua đây. Phải là uống nước là phải lội qua bên đó. Vô tí từ em đem vô cho. Đi đi. Đâu rồi đúng không? Rồi đi đi. Bây giờ là em đem tô muỗng vô đây luôn ha. Ok. Để tao đi phụ cho. Nữa hả? Để đem đi quay clip cho anh, quay clip chia sẻ là thấy cực cảnh cực khổ của anh quay clip nè. Vi điện mới nổ khác đi Vi chứ sao đụng tới mấy ông Vi. Rồi, đụng mấy nổ mà ba đi. Có đứa nào có điện thoại, Vi có điện thoại mà cho anh mượn anh đánh đèn cái Vi. Điện thoại em đâu Vi. Rồi. Thôi nè kêu ấy quay mình đi. Quay mạnh cái này đỡ mình trong màn bọc. Đó, nằm nằm gỡ luôn. Đó, vô chết. Đi cẩn thận à. Chết. Cái gì? Hả? Đi. Điện thoại tôi đó nha. Nghe một cái tụm là hiểu rồi đó. Ê, chơi được cái hù nha. Rồi, ai vô ngay là. Ô. Mày lại giống như dê trắng dê đen đang gặp nhau. Ôi, để anh nhường cho. Trời ơi, để anh nhường cho thằng. Từ anh Khương rồi, em đang cầm mấy chục triệu trong tay anh Khương rồi. Để bất cẩn thận thôi. Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài, giọt buồn giọt tội đêm ngày. Rồi mấy anh chị diễn viên hỗ trăm sao trốn đi sao tâm. Dạ. Nãy giờ anh kiếm em quá trời. Anh kiếm em chơi vợ trời nha. Anh livestream, nãy giờ anh livestream kêu khán giả ngồi phim anh nè. Anh chim hả? Anh chim hả? Đây rồi. Để anh kéo vùng xuống hả? Giờ quay rồi. Xin chào quý khán giả của anh Khương Dừa. Đã giờ quay rồi. Giờ quay rồi. Ủa? Đã dành là cho em chia sẻ để quý bà cô chú thấy cái cảnh phim của mình, để quý bà cô chú ủng hộ phim. Em cũng muốn livestream mà nó bị ướt rồi. Nãy giờ không livestream, trời ơi cảnh nhìn thấy cực quá trời luôn. Đó, mẹ đây mẹ. Bây giờ em like cũng được vậy, nhưng mà em không có đẹp thì qua cái rồi. Có không mà giờ phải đi đi hôm vậy đó. Nhà giàu dữ lắm. Đúng rồi, Tây Ninh á, bán bánh chén mà giàu luôn á. Đây là cái xe tải nó bị sự cố đây. Bị gì mấy đứa? Dạ. Bị gì vậy? Nó bị hút nước nó ấy lên đây đụng vô anh. Nãy nó giật. Ủa, nó giật điện luôn hả? Giật ngoài đi luôn. Biết sao anh Cường vậy? Nó ướt cái ổ điện nó chạy ngược. Đúng rồi, cái máy phát nè. Mày có mấy đứa cẩn thận nha. Thôi tắt máy rồi, hết rồi. Bây giờ dọn đồ xuống hả? Không, lấy đèn xuống. Lấy đèn xuống xài hả? Không đủ đèn hả? Lương bổng thì làm hợp đồng hoặc là làm theo phim tháng cũng các bạn được chừng 10 triệu hơn. Như này là phần lương khoảng 50 triệu tháng. Đúng không? Này thì khoảng 45 triệu rồi. Để anh Thương phụ ra, cái nào Thương phụ không? Thôi anh, rồi anh Thương phụ ra. Phụ á.
lấy dây điện trong đó là khỏi khỏi chốt khỏi lâu lâu mình đi phim mình lấy chân ra bôi anh em được khỏi lấy chưa đi đi vô luôn. Rồi mai mốt Phương vừa làm phim mà Phương vừa không có quay cảnh tối như vậy đâu. Cảm ơn anh rồi. Tối tối xíu rồi mai mình mệt. Mai coi ngày đầu quay ngày đầu tiên á, nên phải mọi thứ nó chưa có vô guồng lắm, nên quay nó còn hơi lùng thủng chứ bị mất nhiều thời gian. Ở đây là ở trong quận 9, ở gần đền thờ nhà đền thờ ở quận Gia Linh đúng không bà dạ. Bây giờ đây thì thực sự có thể dừng ra luôn. Vô Trâm ơi, là anh cổng đi vô Trâm. Chị Trâm anh cổng vô nè. Cảnh cảnh sao của em hả? Cảnh này sao đây của em hả? Bước vô cái gì bước vô thôi. Đi vô. Cách xa qua trong đó. Đi vô. Hả? Đó. Bây giờ cho chị cầm đi anh đi đi nước bên cơm chị đi vô. Đi vô nào ngoài đó. Không em cổng gì vô. Đi. Vô trong này có mẹ chị con này thôi. Thôi cho em đi đi. Mày có đi đâu? Đi cầu cầu. Ê Cương, Cương. Từ từ em xíu. Đi. Em quay gì hả? Trước. Em lao được. Lên ghế đi đi. Trâm lên lên. Đi ghế không chị? Lên trước. Muốn đi nước. Anh bước đi em đi. Em đứng lại. Nước nước chứ. Nước lên. Anh bước đi đi. Rồi từ từ rồi đứng lại đi đứng lại đứng lại. Đứng lại được rồi. Đi vậy. Rồi anh tự chỉ á. Bây giờ cũng được anh qua thì được mà quay phim nó qua không được thôi. Dạ yeah, em chấp nhận ngứa chân nhưng mà em cho anh đứng đó. Trời giờ còn có một anh cứ em cho anh này đó thấy chưa. Ấy anh bay qua được mà. Anh bay đi, em chấp anh luôn. Em thì được chứ anh không được anh được. Còn quay phim nó quay nó sao quay? Dạ. Còn quay phim sao quay? Ở dưới đây hết cho điện luôn ta. Cực không đó, điện giật á. Hết điện rồi. Rồi đứng dưới nước kêu qua cô chú không phải không chăm. Rồi mai chân rẻ mốt đi họp báo chân rẻ không? Kệ cũng được luôn. Giờ con thích để cho anh Cương Dừa đứng đó. Đó anh đi được luôn. Hồi nãy anh thấy anh Tiên sáng tạo chưa? Được. Để đâu anh? Đây để đi luôn tạo cho. Đi nào đi, ngứa đó. Rồi đang để rồi đó. Ngứa chân á. Ồ, để con ác độc. Được mà. Thôi chuyện rớt thì thôi anh nha. Trời ơi. Ủa sao tắt đèn rồi? Trời ơi anh Cương Dừa đứng đây một mình luôn nè. Được mà. Rồi bây giờ đố mọi người nè, anh Cương có qua được cái hải này không? Sao tối quá vậy? Rồi đó mọi người được. Bây giờ anh Cương có qua được không nè? Qua được. Qua là được. Để anh qua đi. Dễ mà. Ơi sao anh đi được vậy? Chị anh cầm để cho em dí theo bạn. Em rảnh quá ha. Đó. Em thấy có vấn đề vậy là em là người chịu trách nhiệm nè. À cái thằng sắp gái nó sắp tội nghiệp nó kìa. Á phải nó không. Đó đi tiếp chỉ cần hai cái là đi được đấy. Bây giờ anh qua em tạt nước anh. Thôi ước tôi nghe. Anh cảm á. Anh cảm á. Muốn về sớm hơn à, muốn ở đây ngủ luôn. Nhưng mà chưa phải mà. Chuẩn bị quay rồi đó. Cái gói kẹo anh Phương là vui nhất thôi. Chết rồi chết, nó bị chá đèn không thấy đường. Chá đèn xong hả? Dạ đúng rồi. Không thấy gì hết. Rồi hai một cái trong lên. Thua. Đi vô quay nè. Trời ơi, lội luôn á trong. Tích cha ngứa thiệt rồi. Ngứa thiệt. Ngứa. Giờ gãi đi Cương ơi. Ngứa thiệt rồi, thiệt cũng. Cái gì cũng lụm cái gái là cho anh cứ. Thôi anh tự lượm đi. Ngứa là mai. Ngứa là mai nó không đi đóng. Trời ơi, mai ghẻ lỡ không chết chết luôn. Ờ, mai kéo cái quần lên. Ghẻ không cần. Rồi em sao anh? Không, em sao? Dạ. Con làm gì? Con đi lội sình. Phá vậy đó. Cho anh cái mắt vậy đó. Chết rồi. Em bắt sao quá nó bước nó hụt chân là hư cái đèn á. Hơi cái hỏi em nè. Sao nó bắt tới? Tới. Từ từ, đứng im. Đó. Em phải cứ vừa. Còn có cách phải cứ vừa. Chết. Ta xin lỗi anh Vân ơi. Làm vậy hả? Ủa là trời em tới đây em rung hết chân. Đó đi lội xuống rồi bước lên nó đi chi vậy? Nó khùng quá. Ờ nó khùng thiệt mà. Trời ơi sao bước lên nó cực không bước dưới à? Hả? Đúng rồi. Cho nên nó cực không bước dưới. Rồi mai có đĩa, một cái đĩa đeo. Có đĩa không?
có đĩa không? Dạ. Có đĩa không? Dạ không. Không có đĩa đó. Giờ mà mọi người đang dời đang mang đồ. Đang mang đồ. Chắc chắn nước thì chị ơi. Một tiếng giờ để cho mọi người. Rồi có đĩa nha, xuống dưới chân đi. Đi xả nước đi. Nếu vậy á thì ngứa gì khó chịu lắm, em phải ngâm mình luôn cho ngứa đều. Ok. Thôi thôi, ngâm trước khi ngâm mở cái bộ đồ ra đây. Người ta cản nhau là em làm thiệt đó. Anh ơi, em khùng mà. Thôi thôi, cởi bộ đồ ra đi rồi em ngâm. Tự nhiên anh thắt đứa khùng chứ vậy. Khùng không có điểm dừng. Khùng đội mùng trái chiếu. Khùng, ta khùng biết nhân mùng trái chiếu, còn nó khùng không biết nhân mùng trái chiếu nữa. Bà con ngứa chiếu. Một ngày hôm nay anh Khương quay á, quay phim chưa được một tập mà quay YouTube hết 15 tập rồi. Nè, quay mấy cảnh này nè, bà con cô bác biết mình làm phim cực khổ như thế nào. Không, nãy giờ đâu có ai quay cho em đâu. Thật ra cái clip quay. Anh quay là cái clip của em. Của em hả? Cái điện thoại của em mà, đúng không anh? Đó, nãy giờ Khương vừa live phim là quý mà cô chú biết cái cảnh quay cái clip này là anh nhớ anh bắn qua cho em nha, Europe nha, up kênh em. Tại vì anh Khương ngày hôm nay nhiều clip quá rồi, thiệt. Anh quá nhiều clip luôn á. Vì làm phim á thì mình đầu tư rất là rồi, nhiều chi phí. Trời ơi, anh nội ơi. Thì mình phải quay hậu trường để mình giới thiệu. Cái nó sao mà sao? Thôi đó, hai vợ chồng. Thầy thử đỡ tới nơi rồi mà đi qua rồi mình em thử trước test trước á. Trời ơi. Mày đi ra. Chết rồi, hậu trăm mà làm vợ chồng chết luôn á. Tới bãi cái kia. Lấy cái ghế bể ra đi ông. Còn cái ghế kia nữa. Cái ghế này yếu lắm. Ông khùng thì cũng vừa đâu, mình tôi khùng chứ không phải vậy. Đâu khi mà cái hai đứa khùng như mày là phá sản luôn. Em chạy cái thùng nước để cho em mất. Ủa mình đang chờ gì vậy? Chờ đèn em. Chờ đèn. Đèn mẹ. Anh Nam với lại anh Hoàng đang ngồi đợi. Vô nói chuyện với anh. Nhấn rõ đèn. Hoàng kìa anh cũng buồn. Đợi. Dạ ba ơi con bị ngứa chân quá à. Anh Hoàng là từ hồi sáng tới giờ luôn á. Anh Hoàng là sao mình có một phân cảnh rồi. Bé Nam sao? Bây giờ hay thay máy là không, bây giờ xong cái clip này đi, bây giờ có cái đèn đi tới đây nè, anh thề là nhận sư phụ đi kìa. Hồi nãy em thấy em coi cái clip mà cái cuốn máy của anh Cương á, quá trời người vô nói trời anh Cương hay quá, lại nhận đệ tử nó rồi, có sư đệ tử nó rồi. Tại vì sư phụ Cương vừa nói là hẹn ngày mai ngày đẹp trời phải khỏe, sư phụ Cương vừa mai phải đặt tên lại, cúng nữa, cúng nữa, cúng lỗi. Cúng đổi tên đúng không? YouTube cũng có tổ nghiệp trước. Đúng rồi. Bây giờ nó cúng rồi mình phải đổi tên. Đổi tên đồ chứ sư phụ vừa nó để cái tên đó là không được. Bị nhiều người giả mạo lắm. Với lại chuyển khoản trước 50 triệu nữa. Thôi chắc đổi qua sư phụ hoàng quá. Bây giờ là mấy anh em nghệ sĩ rồi trong đoàn rồi đang ngồi đợi. Sao mà đông ba? Có nằm thuận với lại Ủa sao cái kèn của ba đâu? Rớt rồi nè. Cái còi của ba đâu? Ủa ba sao lúc ngủ ba cũng cầm cái thổi vậy? Thì có để thổi chứ. Nó tối á bảo chung về buồn không? Bữa rồi sao không có cái móc mà. Anh bảo chung về buồn không? À bị đứt con mình. Mày cắt coi nãy rớt rồi. Đúng rồi, cắt coi. Chung về buồn không? Không. Ảnh với là anh cái là bạn về rồi buồn không? Ừ, bạn bè về về không buồn chứ chứ. Vậy cuối cùng là bạn hay bè? Gì nữa. Ủa mà giờ anh với anh Trung còn diễn nhau không? Có diễn sao? Diễn người đi với nhau suốt rồi. Nội vậy qua rồi chạy đi. Vậy qua ngủ tới sáng rồi lên đây luôn. Quay là mai bắt đầu lên quay hai bài nữa nè. Thấy thương không? À, cái gì? Chú Bảo Trung ở đó. Mai Bảo Trung lên nữa hả? Chú Bảo Trung nói chăm. Mai có Bảo Trung không? Chăm. Đi diễn hài với chú đi cho chú. Chú mời lộn người rồi con không có hài. Cái, con đóng ra kép đẹp này nọ ra con dẹo dẹo thì được chứ còn biểu con diễn hài chú bớt à. Ừ, em làm cái tường thì em đâu cần hài đâu, em này hài rồi. Em làm dẹo dẹo rồi. Em vô con vô hài đi rồi ba nghỉ. Dễ luôn. Bỏ luôn ha, mỗi ngày luôn ha. Yên ơi là yên không? Vậy cuối cùng là bị cướp nhất cơ rồi. Nhưng mà chú ơi chung bảo là chăm đi diễn với chú nha. Cái xong có con mới nói nè. Lâu lâu con bạn nữ vô nó cũng có màu chú bộ. Diễn cô chủ quán hay này kia mà. Em không có hề nhưng mà được cái khùng. Kiểu là biểu gì cũng làm. Nó làm tường. Biểu gì cũng làm khôn trời đó. Con làm đi đâu khôn trời. Con tính cái gì trời. Làm phim này con không tính gì luôn á. Không tính mà kêu ta họp báo rồi kêu ta là để cái phim này. Không tính gì nữa, anh tính. Báo em hiểu lý do tại sao mà bây giờ cái kênh của anh có 174 người đăng ký rồi. Rồi đèn lên rồi. Quay đi con, quay. Giữ cái mic quay nữa. Ủa, anh ơi, chưa, cái chú. Anh ơi bắn clip rồi quay cho em nha. Hay là ăn đi. Anh,
không ăn được nữa, trễ lắm rồi. Dạ. Bây giờ ai rảnh thì ăn, ai quay thì quay, còn ai ăn ăn. Nhớ bán cái clip này giùm em nha. Rớt đi. Ủa điện thoại này của em hả? Giờ mà đánh đèn tứ phía luôn rồi con bác. Không, đây là cảnh đèn cảnh đêm hả? Cảnh đêm hả? Ủa, cảnh đêm phải không? Thì cảnh đêm anh. Đó đèn đâu, anh đánh thì đánh bên kia rồi con bác thấy không? Đó, cá lạ luôn. Bên đây cây nữa nè. Bà Mai tới trước. Thôi anh chào khán giả đi nè. Để em coi được. Từ từ em coi được. Trời ơi, 15 phút. Bây giờ ngày mai tao sớm đi. Quay cảnh đầu tiên. 15 phút rồi. Có chính nhân những cảnh đầu tiên như thế này mà mình quay được. Ủa hai người có lấy nhau không vậy? Cái gì nó tung tăng thấy nó vui quá ha. Hồi nãy em nghe nó kêu bé hai cái ghế là sợ. Nên tôi vừa lấy cái điện thoại. Ơi, còn được cảnh đây còn hai cảnh nữa quý bà con chú ơi. Chào tạm biệt quý bà con chú em xíu nữa sẽ tiếp tục quay hậu trường nữa chia sẻ. Dạ. Ok. Mai là đầu tiên.